Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đàn Công Việc ha. Thì hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về cái cách để phân biệt một số cái loại gỗ quý của Việt Nam chúng ta. Thì trước tiên thì mình cũng nói sơ qua một xíu về cái kênh của mình ha. Thì cái kênh của mình mang tên Đàn Công Việc, tức là mình mong muốn là chia sẻ tất cả những cái vấn đề mà mọi người có thể là quan tâm và cùng đam mê giống mình. Cho nên cái kênh của mình cũng hay nói vui nó là cái kênh Tại Bí Lù, tức là các bạn có thể thấy là trên kênh của mình thì cái gì cũng có hết ha. Thì hôm nay thì quay lại chủ đề chính, thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau một xíu cái kinh nghiệm về cái việc phân biệt những cái loại gỗ quý của Việt Nam chúng ta, và chúng ta có thể áp dụng khi mà chúng ta mua những cái sản phẩm nội thất hoặc là những cái sản phẩm mỹ nghệ, thì chúng ta có thể phân biệt được. Tại vì như các bạn biết, hiện nay thì cái số lượng gỗ quý này nó không còn nhiều, và vì mục đích lợi nhuận cho nên nhiều người bán hàng thì người ta không có thật tâm, và người ta sử dụng những cái loại gỗ khác để người ta mạo danh những cái loại gỗ quý này. Thì chúng ta nói chuyện với nhau trên tinh thần là chia sẻ ha. Thì hy vọng là những bạn nào có những cái hiểu biết và kinh nghiệm nhiều hơn thì có thể comment ở dưới để chia sẻ lại thêm với mình và mọi người những cái kiến thức kinh nghiệm mà các bạn có. Thì ở đây hôm nay chúng ta sẽ nói về năm cái loại gỗ quý của Việt Nam. Thứ nhất là gỗ hương, hai là gỗ cẩm, thứ ba là gỗ trắc, thứ bốn là gỗ mun sần, và thứ năm là gỗ thủy tùng ha. Ở đây thì mình không nói đến gỗ sưa và gỗ ngọc am, tại vì hai loại gỗ này, kể cả gỗ huyết long nữa, thì các bạn có thể tham khảo thêm trên mạng lý do tại sao mình không nói đến và mình không có xem nó là loại gỗ quý. Thứ nhất là cái gỗ ngọc am thì người ta nói nó là gỗ rất là độc ha. Các bạn có thể tra thêm trên Google. Thứ hai là cái gỗ huyết long thì cái nguồn gốc nó thật sự không không có rõ ràng. Một số nơi thì nó là gỗ của Indo hoặc Mã Lai gì đó, nhưng mà thực tế Việt Nam thì các bạn mua hàng tấn cũng có, làm những cái lọc bình cao đến gần 2 mét cũng có. Vậy thì cái gỗ huyết long thật sự là gỗ gì thì mình không biết. Cái thứ ba là gỗ sưa thì nó rất là đẹp và rất là quý, nhưng mà cái giá trị nó quá cao so với thực tế. Thành ra thì có cái hiện tượng là người Trung Quốc người ta thổi giá cho cái gỗ sưa này. Thành ra là đây cũng là một cái loại gỗ mà không có sử dụng nhiều trong cái ứng dụng nội thất và mỹ nghệ, thành ra mình cũng không có bàn tới cái loại gỗ này ha. Rồi, đầu tiên thì chúng ta nói trước về gỗ mun sần đi ha. Thì như các bạn biết, ở đây thì mình có một cái bình gỗ mun sần đây. Gỗ mun sần là một cái loại gỗ mun đen rất là đẹp, mà đặc biệt thì nó chỉ có riêng ở Việt Nam chúng ta, phân bố ở các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, Ninh Thuận gì đó đó, đại khái là khu vực đó thôi. Các nước lân cận khu vực Đông Nam Á chúng ta thì không có cái loại gỗ này. Đây là một cái bình bằng gỗ mun sần ha. Thì cái bình này nó đã cũ rồi, cho nên là các bạn có thể thấy là nó rất là đen, mun là đen ha. Thì đặc tính loại gỗ này để chúng ta nhận diện như nào? Thứ nhất là cái loại gỗ này các bạn phải lưu ý là khi người ta mới cưa ra thì nó không bao giờ nó có màu đen như vậy nha các bạn, mà nó sẽ có màu xanh giống như cứt cứt ngựa hoặc là cứt trâu bò á, người ta gọi là màu xanh cứt ngựa. Thì chúng ta làm nên sản phẩm thì khoảng 2 tháng sau nó sẽ chuyển sang màu đen như này, còn mới ban đầu thì nó sẽ không có cái màu đen. Cái đặc tính thứ hai là các bạn có thể thấy là cái bình hoặc là những cái sản phẩm bằng mun sần nó nặng, mà mình có thể nói là nó nặng ngang với một cái cục đá. Theo mình nghĩ thì trong các loại gỗ hiện nay thì có lẽ là gỗ mun sần là cái gỗ nặng nhất, mà không nó nếu nó là thứ nhất thì cũng không có loại nào thứ hai nữa, nó nặng lắm bạn. Cái bình này thì các bạn có thể nghĩ là nó một cái bình bằng đá cũng được, cực kỳ nặng luôn. Và cái thứ ba là vì đặc tính cứng và nặng của nó, thành ra các bạn có thể thấy là mình xài sau một thời gian thì nó sẽ có những cái đường răng như này, người ta gọi là răng gió đó. Thì gỗ mun sần là bắt buộc phải có những cái vết này nha bạn, không bao giờ mà nó tránh khỏi những vết này được, cho nên người chơi chúng ta phải hiểu để mà chúng ta biết chấp nhận nó ha. Đây,
Thì ngoài cái bình này ra thì mình cũng đã cố gắng sưu tập một cái tượng gỗ Đạt Ma. Đây là một cái ông Đạt Ma đây. Ông Đạt Ma đây ha. Rồi, các bạn có thể thấy là nói về cái tượng Đạt Ma thì mình nói sau đây ha. Ở đây thì mình chỉ nói về cái chất gỗ của nó thôi. Thì cái ông Đạt Ma này các bạn có thể thấy là ổng bằng mun sần. Thì hiện nay người ta chơi tượng gỗ thì người ta không có phủ PU hay sơn gì nha bạn. Chúng ta chỉ chơi mộc thôi. Cho nên chúng ta có thể thấy là cái đặc tính của cái gỗ Việt Nam mình là tốt ở chỗ là chúng ta có thể chơi mộc rất là tốt. Đó. Thì ông Đạt Ma này thì ở đây mình có thể quay cận cảnh cho các bạn xem. Đây. Thì hiện nay thì cái ông này mình mới mua xong cho nên vẫn còn một xíu cái màu xanh, các bạn có thể thấy là hơi xanh xanh ha. Và đặc tính của gỗ mun thì nó phải luôn có những cái đường răng gió như này nha bạn. Đó. Những vết này là không thể tránh khỏi nè. Đó. Cái màu trắng này nhiều bạn không biết nó là gì. Thì xin thưa với các bạn là đây là cái phần màu đen là lõi của nó. Màu trắng này là cái phần gỗ nhưng mà nó chưa già, nó chưa hình thành lõi. Cho nên ở miền Nam, miền Trung người ta hay gọi là giác. Còn ở miền Bắc người ta gọi là rác. Thì nói chung là cái phần này phần lõi và phần này là phần gỗ mà còn non của nó. Đó. Thì hiện nay thì gỗ mun sừng thì còn rất là ít trong tự nhiên. Chúng ta có thể mua được những cái sản phẩm nhỏ nhỏ này thôi và hầu như là không còn đủ để mà đóng bàn ghế được nữa các bạn. Có chăng đi nữa thì người ta đóng những cái bộ bàn ghế từ gốc rễ hoặc là những cái bộ bàn ghế nhỏ thôi. Đó. Gỗ mun sừng thì nó như vậy, khi hoàn thiện hơn thì nó đen mun, nhưng mà ban đầu thì các bạn nhớ là nó sẽ có màu xanh cứt ngựa và nó rất là nặng, có thể phải nói là nó nặng ngang cục đá và luôn có những cái vết răng như này vì gỗ nó rất là nặng, rất là cứng. Đó. Rồi tiếp theo thì chúng ta nói đến gỗ hương đi. Gỗ hương thì ở đây mình không có sản phẩm nào gỗ hương, nhưng mà ở đây mình có một cái mặt bàn này là gỗ hương đây các bạn. Thì gỗ hương thì nó có rất nhiều hình thái khác nhau, nếu các bạn nhìn quen mắt thì các bạn sẽ biết. Nhưng mà một cách đơn giản nhất để mình chia sẻ với các bạn là các bạn muốn biết nó là gỗ hương hay không thì các bạn chỉ cần thấm nước cho nó ẩm thôi. Rồi thấm nước cho nó ẩm khoảng 5-7 phút. Sau đó các bạn đổ nước nhiều nhiều xíu thì các bạn đổ nước lên đây. Là cái nước này nó chảy xuống đất thì mình sẽ thấy cái nước này nó sẽ có màu xanh. Thì cái đó là cách hầu như là chính xác 100% để chúng ta thử gỗ hương ha. Đó, gỗ hương thì các bạn biết khi cái miếng gỗ này nó ẩm mà nước nó thấm vào đây thì không rõ là ở trong đó nó có phản ứng lý hóa gì, nhưng mà nó sẽ tạt nước vào đây thì nước nó chảy xuống nó sẽ có màu xanh như là màu xanh của nước chè xanh ha. Thì cách rất dễ dàng để phân biệt gỗ hương. Còn nếu các bạn chơi lâu năm thì các bạn sẽ biết cái cách nhìn vào vân gỗ, nhìn vào tôm gỗ, rồi nghe cái mùi hương của nó nữa. Đó. Thì cũng rất là đơn giản. Thì đối với gỗ hương này á, các bạn khi các bạn mua những sản phẩm mỹ nghệ bàn ghế thì thông thường người ta sẽ không có PU, người ta không phun sơn ở dưới mặt đáy, thì các bạn có thể xịt một xíu 5-7 phút cho nó ẩm ở mặt dưới, rồi chúng ta sẽ chế một tí nước ha vào đó, cái chỗ ẩm đó thì cái nước nó chảy ra nó sẽ có màu xanh thôi. Chúng ta thử rất là dễ dàng. Còn đối với những người mà quen rồi thì cũng không cần phải thử bằng cách đó, người ta chỉ nhìn là người ta biết là gỗ hương thôi. Rồi, tiếp theo chúng ta nói tới một cái danh mộc nữa của Việt Nam mình, đó là gỗ thủy tùng ha. Gỗ thủy tùng hay là gọi là gỗ thông nước. Hiện nay thì các sản phẩm gỗ thủy tùng thì những người bán người ta hay dùng gỗ thông Lào để người ta giả ha. Thì các bạn biết là gỗ thủy tùng thì cũng dễ phân biệt thôi. Khi người ta làm một sản phẩm mỹ nghệ tượng hoặc bình thì người ta không có phun PU dưới đáy nha bạn. Đó, thì chúng ta có thể ngửi cái dưới đáy nó, chúng ta sẽ thấy cái mùi rất là thơm. Mùi thơm này thì cũng không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng đại khái nó cũng giống như là mùi nước hoa nam vậy đó, đại khái vậy. Mùi thơm rất đặc biệt. Mùi này thì không thể giả được. Cái thứ hai nữa là các bạn biết là cái vân thủy tùng thì nó sẽ không có đi theo một trật tự nào hết nha bạn.
nó sẽ đi theo, ở trước đây thì nó đi dọc, bên này có thể nó đi ngang, ở sau đây thì nó sẽ đi xoắn ốc gì đó. Nói chung là mỗi sản phẩm thủy tùng thì nó sẽ có một cái vân rất là khác nhau. Và cái cây thủy tùng hiện nay thì rất là hiếm, người ta hay tận dụng những cái gỗ đào dưới ruộng về. Thành ra thủy tùng, nếu mà thủy tùng tươi á, thì nó sẽ có màu cam đỏ, nhưng mà để lâu năm nó có thể có màu vàng nâu như cái bình này, hoặc là cũng có thể nó sẽ có màu xanh. Màu xanh là cái loại ngâm nước lâu năm thì nó có màu xanh cũng rất là đẹp. Thành ra thủy tùng nó rất đa dạng, rất nhiều màu. Và đặc biệt thì khi chúng ta phân biệt thủy tùng này, thứ nhất là cái mùi thơm này, thứ hai là cái vân nó không đều nhau, mỗi mặt thì nó có một loại vân. Và thứ ba nữa là cây thủy tùng này thì nó có phát cái ánh kim. Ánh kim này thì buổi tối chúng ta dùng đèn led của điện thoại chúng ta chiếu vào, chúng ta sẽ thấy nó lấp lánh rất là nhiều. Và đặc biệt những cái loại thủy tùng mà đẹp như cái bình này thì các bạn có thể thấy là những cái vân này người ta gọi là chun nè. Cái chun này thì nó gọi là những cái phần vân gỗ nó phát quang, và chúng ta có thể thấy là khi chúng ta đưa qua ánh sáng thì nó lấp lánh và nó đi theo nhiều cái màu rất là kỳ lạ ha, người ta gọi là chun. Thì cái này gỗ thông lào không có, chỉ có gỗ thủy tùng thôi đó ha. Các bạn có thấy là nó phản ứng với ánh sáng rất là hay đó. Thì cái này thì cái bình này thì nó không có vân mạnh, nhưng mà ngược lại thì nó lại có cái chun này. Cái chun này, những cái lấp lánh phát quang này, người ta gọi là cái chun này đó. Thì gỗ thủy tùng thì các bạn nhớ là vân nó không đều nhau, nó có mùi thơm và nó sẽ hơi phát quang một xíu khi chúng ta có ánh đèn, ánh sáng mạnh rọi vào, đặc biệt là ánh đèn vào ban đêm nha bạn. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta nói đến gỗ chắc và gỗ cẩm đi ha. Gỗ chắc và gỗ cẩm thì lúc tươi thì rất dễ phân biệt. Đây là một cái bình gỗ cẩm và đây là một bình gỗ chắc. Vân thì cả hai đẹp như nhau, mới làm thì nó cũng gần giống nhau. Vậy thì làm sao chúng ta biết đây? Thì gỗ chắc thì người ta hay gọi là gỗ chắc đỏ ha. Thì lúc ban đầu á, mới gỗ tươi thì nó sẽ có mùi gắt, chua chua. Gỗ cẩm này thì không có mùi chua như vậy. Gỗ chắc này thì lúc còn tươi nó có màu cưa ra, mùn cưa nó màu cam đỏ, giống như là màu bột của củ cà rốt đó bạn, nó màu cam đỏ. Còn gỗ cẩm này thì màu nó nhạt hơn, nó không có mùi chua. Vân thì hầu như chúng ta không thể phân biệt được. Nhưng mà một cái đặc điểm rất dễ phân biệt khi mà những sản phẩm cũ, đó là những cái bình gỗ cẩm này, những sản phẩm gỗ cẩm nó sẽ lên màu đỏ như vậy, hầu như nó giữ được màu này rất lâu. Tuy nhiên thì những cái sản phẩm chắc như này thì mới đầu thì nó sẽ đỏ, và cái này được khoảng nửa năm rồi thì nó bắt đầu nó lên màu nâu rồi, và để lâu ngày thì nó sẽ chuyển sang màu sô-cô-la giống như bức tượng này. Thì khi những sản phẩm chắc mình để lâu thì nó sẽ chuyển sang màu này đó. Các bạn có thể thấy đây là sản phẩm gỗ cẩm để lâu năm và đây là sản phẩm gỗ chắc để lâu năm. Thì hiện tại gỗ cẩm thì vẫn còn tương đối là hiếm và rất là mắc, nhưng mà vẫn có thể đủ để đóng những sản phẩm mỹ nghệ. Riêng đối với gỗ chắc thì rất là ít, còn lại rất là ít để mà đóng sản phẩm mỹ nghệ bàn ghế. Thành ra là thêm một phần lý do nữa là vì cái gỗ chắc này là nó đã hiếm rồi, nhưng mà nó lên cái màu rất là nâu cổ kính ha, nó phù hợp với những không gian xưa cũ cổ hồi xưa, cho nên là người Trung Quốc người ta cũng rất là ưa chuộng. Và đặc biệt là trong gỗ chắc nó có lớp dầu trong gỗ, thành ra khi chúng ta làm những sản phẩm như tượng mỹ nghệ thì qua xứ lạnh như Trung Quốc nó không bị nứt ha. Các bạn thấy là bức tượng này tuy rất lâu năm nó không bị nứt nẻ, thành ra người Trung Quốc người ta rất ưa chuộng. Thành ra là cái gỗ chắc hiện nay thì rất là mắc tiền và người ta sẽ bán theo ký. Các bạn, gỗ chắc cho dù lớn hay nhỏ không cần biết, nhưng mà người ta sẽ bán theo ký, thì có thể là 80-90 nghìn một ký gì đó, rồi 100-200-500-600 nghìn, hoặc là 1 triệu đồng một ký cũng có, tùy theo cái độ lớn của loại gỗ đó. Mà gỗ vụn, gỗ nhỏ thì vài chục nghìn thôi, gỗ lớn hơn xíu thì 100-200, còn gỗ to nặng có thể đục những bức tượng lớn thì giá nó có thể là cả 1 triệu đồng một ký cũng có. Thì cái này thì mình cũng không nắm giá thị trường lắm đâu,
Ví dụ một cục gỗ mà có thể làm được cái bức tượng này thì người ta có thể bán lên tới, hiện nay thì có thể là bán lên tới 200 hoặc là 400 nghìn một ký. Một ký đối với cái phôi để làm nên cái bức tượng này. Đó thì gỗ chắc thì ban đầu nó cũng đỏ ha, giống như cái bình cẩm này. Vân nó cũng đẹp như nhau, nhưng mà về sau thì hầu như nó sẽ lên nâu giống như vậy, và những cái vân này thì nó mất hết ha. Còn gỗ cẩm thì nó sẽ giữ được cái màu đỏ này rất là lâu. Vân gỗ cẩm và gỗ chắc thì nó mạnh như nhau, riêng gỗ cẩm không có mùi chua, gỗ chắc này thì sẽ có mùi chua ha, mùi chua lúc còn tươi, và cái mùi cưa của nó đỏ cam giống như là bột của cà rốt. Thì đó là một số cái kinh nghiệm mình chia sẻ cùng các bạn, thì hy vọng rằng thì qua đây thì các bạn nào có nhiều kinh nghiệm hơn có thể chia sẻ cùng với mình và mọi người cái cách để nhận biết ha những cái loại gỗ này. Rồi thì thời lượng của clip nó cũng đã dài, mình xin chào các bạn ha. Nếu các bạn thấy clip này thú vị và có ích thì các bạn đừng quên nhấn nút like và chia sẻ cũng như nhấn nút theo dõi cho kênh Đàn Ông Việt nha. Rồi xin chào tất cả mọi người.